Sở hữu hàng loạt điều kiện tốt, Thành phố Hồ Chí Minh đang là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI vào lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần quyết liệt giải quyết các điểm nghẽn đang tồn tại, đồng thời chọn cách làm mới thì mới có thể tăng thu hút dòng vốn FDI nhằm giúp các doanh nghiệp tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực trên. Cuối tuần qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ITBC đã phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC tổ chức hội thảo tháo gỡ vướng mắc thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Với việc triển khai các chiến lược hiệu quả, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI với 10.568 dự án có hiệu lực, tổng số vốn đầu tư là gần 54 tỷ đô la Mỹ, trong đó lĩnh vực đứng đầu là chế biến chế tạo, tiếp theo là lĩnh vực bất động sản. Nguồn tiền đầu tư không hề thiếu, sự quan tâm dành cho thị trường bất động sản Việt Nam là rất lớn, nhưng khó khăn trong tìm kiếm cơ hội đối tác, dự án, quỹ đất, thủ tục, quy trình. Có thể nói là xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, quỹ đất cũng còn nhiều. Tuy nhiên, nói về dòng vốn FDI đổ vào Thành phố Hồ Chí Minh thì các nhà đầu tư nước ngoài rất ưu tiên và hứng thú với lĩnh vực ICT, có nghĩa là công nghệ thông tin, công nghệ cao, thì thành phố có nhiều ưu đãi tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Tại hội nghị, các chuyên gia tập trung thảo luận các vấn đề về nền kinh tế vĩ mô và chính sách tác động đến thị trường bất động sản hậu Covid-19, những xu hướng cùng kịch bản cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, khung pháp lý về bất động sản và các tác động đối với nhà đầu tư cũng được chia sẻ một cách chi tiết. Cụ thể, nhiều vướng mắc đã được các đại biểu trao đổi sôi nổi về các khía cạnh như tiếp cận đất đai, giải quyết các điểm nghẽn về pháp lý liên quan đến dự án bất động sản, cách thu hút tài chính cho đầu tư vào bất động sản, đầu tư xây dựng dự án bất động sản cho đến giải quyết tranh chấp từ soạn hợp đồng đến trọng tài. Chúng tôi thấy rằng cái vướng mắc đầu tiên hết là vấn đề thể chế pháp luật và công tác thực thi pháp luật. Cái vướng mắc thứ hai là cái quyền tiếp cận về đất đai của doanh nghiệp. Bởi vì nhà nước phải tạo điều kiện, tạo cơ chế để tiếp cận đất đai một cách công bằng. Cái cơ chế thứ ba là cơ chế tiếp cận về cái nguồn vốn. Bởi vì chúng ta thấy rằng vốn đầu tư của chủ sở hữu thì chỉ 15-20%. Như vậy cái vốn huy động của xã hội là chính, trong đó có vốn tín dụng, có vốn trái phiếu, trong đó có vốn của khách hàng, rồi trong đó có nguồn vốn FDI của nhà đầu tư nước ngoài. Cho nên phải tháo gỡ tất cả những cái vấn đề này. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, các hiệp hội, sở ban ngành, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động tận dụng tối đa các nguồn hỗ trợ, bao gồm tiết giảm chi phí, giữ lao động, tăng năng suất, đồng thời áp dụng mô hình 6RS, thích ứng linh hoạt, phục hồi càng nhanh càng tốt, tái cấu trúc, đổi mới, sáng tạo, tăng sức đề kháng, khả năng chống chịu các cú sốc. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, tiếp cận chương trình phục hồi, tăng trưởng nhanh, chuyển đổi số, đón đầu xu hướng mới và thích ứng với quản lý thay đổi, quản lý rủi ro.